Chờ tình trạng đang ở Đắk Lắk và như thế tình trạng sẽ thử trong này có gì nhé. Năm mới rồi đấy các bạn. Đi lại đó. Bye bye người nha. Để đúng không? Cái này xíu lôi đúng không? Đúng là đây có chào bạn nhé. Đây là nếp cẩm hả? Đây là nếp cẩm của người giải chiên, nếp nướng là của ai? Của người của người giải chiên, dân tộc giải chiên. Mời mọi người uống rượu nếp cẩm của người giải chiên. Ngon lắm. Thịt trâu đúng không? Cái này là một làng hả? Hai làng là bao nhiêu? 150 để cho chị hai làng. Ừ. À, lấy chị lấy cái pin nào? Hai làng 150 là pin nào được em lừa cho chị một cái nhá. Trăm tư hả? Bớt 10 ngàn à? Dạ. Này vẫn ở 150. Không, 140 ấy, em bán 140 các chị nghe nhầm. À. Rồi em cảm ơn chị. Cái này khắp lễ hội không có đâu chị ạ, à. Chỉ có ra có ở đây thôi. Vậy hả? Rồi, ok. Đó. Ừ, hai con trai của em đó đây. À chị. Bắt tay cái gấp cái quen. Ủa rồi, con trai TikTok hả? Ờ đây đây.